Đấy nhá, chào các bạn nhá. Tôi hiện nay theo như đúng cái lịch trình đã định thì bây giờ tôi với anh Hiếu, người buôn gió. Thì anh Gió hôm nay là đang lái xe để đi tìm ông Dịu này, cái ông mà hôm qua đã miệt thị chúng tôi khi mà chúng tôi phát cái chương trình trực tiếp về cái việc mà Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin là không chịu đổi hộ chiếu cho tôi. Đấy. Thì đấy là cái việc mà rất cụ thể ngày hôm qua, và hôm nay thì chúng tôi đang đi tìm ông ấy, đang trên đường đi tìm. Và đúng như là đây các bạn, đây anh Hiếu anh đang lái xe. Đấy. Đấy các bạn thấy nhá. Đấy. Anh có... Rồi, chào mọi người. Đấy, anh Hiếu chào anh đang lái xe. Đấy. Thế thì bây giờ anh em mình phải đi tìm chỗ hôm qua. Tối qua thì tôi cũng đã xác định địa điểm rồi. Bây giờ chúng ta đang đến cái chỗ đó để tìm cái thằng cha Dịu này. Hình như được biết rằng là ông này là người bên Séc, tức là bên Séc sang đây để đi làm. Thì không biết là giấy tờ của ông ta là như thế nào, có hay không, đấy, thật hay giả. Đấy, thì bây giờ là chúng tôi đang đi tìm, đang trên đường đi tìm. Đấy, đấy tôi quay một chút cái cảnh để các bạn biết. Đây anh Hiếu đang lái xe, đằng trước tôi là những cái xe đang phía trước. Đường nó hơi tắc một tí, thì từ đây đến chỗ đó thì chúng tôi sẽ đi khoảng chắc là cũng khoảng 10-15 phút thì mới đến nơi. Đấy, thì đây là anh Hiếu anh đang lái đây. Đấy. Đấy. Hôm qua thì tôi lái, còn hôm nay thì anh Hiếu anh lái. Đấy, đây là xe của anh Hiếu, xe Porsche đấy. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Thì đang tìm thôi, mấy anh em đang rủ nhau đến đấy để tí xem gặp ông Dịu đấy, xem ông ấy nói làm sao, vì tại sao ông lại miệt thị anh em chúng tôi, và bởi vì khi mà chúng tôi có những cái phản... miệt thị mà bây giờ là nó bảo là mình là chó điên. À. Nó bảo hai thằng chó điên. Thì bây giờ mình đến mình hỏi là mày có phải bác sĩ không, đúng không? Mày là bác sĩ thì mày căn cứ mày đoán bệnh của tao là bị điên thật không để tao còn đi khám. Còn nếu mà mày không phải là bác sĩ thì mày nói như thế là như thế nào? Chứ còn nếu mà nó đưa bằng bác sĩ ra, nó bảo nó là bác sĩ, nó nhìn thấy triệu chứng là tôi là người, anh Khoa là người bị điên thì nó cấp giấy khám cho hai anh em chúng tôi đi khám thôi, chả có chuyện gì cả. Khám thì chúng tôi trả tiền thôi. Đúng rồi. Vâng, thì đúng là ông ấy hôm qua ông đã comment thao, ông viết trên cái trang Facebook của tôi như vậy. Bây giờ là anh Khoa anh là nạn nhân. Sư quán bây giờ là chèn ép anh ý, không cấp giấy cho hộ chiếu cho anh ý. Bây giờ anh không về thăm được quê hương gia đình, không có hộ chiếu mà anh đi ra đấy anh kêu, xong rồi nó bảo đấy là hai thằng điên. Người ta tưởng chúng tôi là những thằng điên thật chứ người ta không nghĩ chúng tôi là nạn nhân, không nghĩ anh Khoa anh là nạn nhân để anh ra đấy để anh kêu oan. Đấy, cái chuyện này là cái chuyện nó nói, câu nói đấy của nó là rất là nguy hiểm, nếu mà không đúng nó rất nguy hiểm. Vì trước nay là không có ai đi ra ngoài trước cửa sứ quán rồi kêu oan như thế. Bây giờ là anh Khoa anh bị oan ức thật thì anh ra anh đứng đấy anh kêu, anh khiếu lại thì nó bảo đấy là điên. Thế người khác không hiểu hết nội tình, là người ta tưởng là anh Khoa cả tôi là điên thật mới đi ra trước cửa sứ quán để nói chuyện đấy. Cái chuyện này nó không bỏ qua được. Bỏ qua chuyện này rồi là người ta lại tưởng là cái chuyện mà mình đi mình ra trước cửa sứ quán mình làm như thế mình là thằng điên đâu đi mẹ à. Mình có nhà có cửa có xe có cộ, công ăn việc làm, nuôi bao nhiêu người nữa. Mẹ mình nuôi chục người nữa bảo mình điên. Mẹ ông là đường ông là nhà báo, ông có công ty kinh doanh, đâu phải bà con người khác người ta ở các nơi người ta không biết, người ta tưởng thật. Đấy, các bạn đang trực tiếp chứng kiến hình ảnh mà chúng tôi với cùng anh người buôn gió, anh Hiếu người buôn gió đang đi trên đường đi tìm ông Dịu này. Thì đấy ông và đây là đang trên đường đi, thì khoảng chắc khoảng 5 phút nữa thì chúng tôi sẽ đến nơi. Đấy, mà khi đến nơi thì chắc chắn là các bạn sẽ có thể là trực tiếp chứng kiến luôn tất cả những cái hình ảnh ở đó như thế nào, và chúng tôi sẽ ghi lại và chúng tôi phát trực tiếp cho mọi người cùng biết. Và tất nhiên là những cái ngôn ngữ mà ông Dịu đó đã miệt thị chúng tôi thì chúng tôi hoàn toàn có cơ sở, đủ cơ sở để chúng tôi có thể đưa ra cảnh sát, công an Đức để họ tiếp tục, cảnh sát Đức để họ điều tra. Bởi vì với lý do là rất rõ ràng là như vậy. Và cái ông Dịu đó thì ông ta là theo như biết thì ông ta giấy tờ bên Cộng hòa Séc thì không biết là Séc thật hay Séc giả, giấy tờ thật hay giả, đấy, cưới thật hay cưới giả. Đấy, thì cái đấy là phải xem. Và cái chỗ mà cái xưởng xe mà ông Dịu đang làm, đúng không ạ, là cái xưởng xe tên là của ông Thuần, thì cũng cách Đồng Xuân một đoạn thôi. Thì cái xưởng xe đấy thì cũng thuê ông này làm, thì không biết là thuê có hợp đồng, có giấy tờ gì không hay như nào. Thì bây giờ phải vào đấy mới biết được. Thì đây chúng tôi đang trên đường đi đến đó. Đấy. Anh Gió đang lái xe. Đấy. Chúng tôi sẽ làm rõ cái việc này. Làm rõ không phải chỉ trên cái vấn đề là cộng đồng, những cái người mà xung quanh để họ cùng biết, mà làm rõ cả về mặt pháp lý và pháp luật. Đấy, ông Dịu là ai, như thế nào và tại sao lại động cơ gì, mục đích gì. Đấy, đúng rồi. Anh... động cơ mục đích gì mà bôi nhọ xúc phạm chúng tôi. Anh có phải là công dân Việt Nam rồi, anh ý mà với tinh thần mà anh ý mà yêu mến đại sứ quán, rồi yêu mến Đảng Cộng sản, rồi anh thấy chúng tôi xúc phạm Đảng Cộng sản hay là nước nhà sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà anh ý chửi chúng tôi là điên thì như thế thì để chúng tôi biết. Thì mà không hiểu tại sao mà khi mình những cái clip của tôi trước thì không thấy anh Dịu anh nhỉ. Đấy, cái vấn đề là ông làm rất là nhiều clip mà không bao giờ thấy nó trò mặt vào nó chửi. Nhưng mà hôm qua cái là ông đứng trước cửa sứ quán thì ông nói cái là nó vào nó chửi luôn, ông điên, ông giết luôn. Mình phải làm xem là bây giờ là nếu mà cứ mà mình cứ động đến sứ quán ở đây mà tự dưng lại có vài ba thằng nó ra nó chửi bới nó đe dọa mình như thế là cái vấn đề đấy là mình phải xem một cách nó nghiêm túc. Có sự chỉ đạo hay không, hay là do như thế nào. Chứ ở đây tôi nói ông nghe, đầy thằng nó không ưa mình, mình nói cộng sản không ra gì, nó khen cộng sản tốt thế là thôi, mình cũng không có cái cớ gì là mình nói nó cả. Đấy là quan điểm thôi. Bây giờ mình bảo là cộng sản này nó không ra gì thì bây giờ đầy những thằng ở đây nó bảo ôi cộng sản nó tốt lắm cho kia đấy thôi, việc thằng nào thằng này nói quan điểm mỗi mình nhận, không xúc phạm vào nhau, không chửi với nhau, nó đấy mới là một cái đất nước văn minh. Chứ bây giờ mình mẹ nói xong rồi nó quay ra nó chửi mình là chó điên là thế này thế kia thì mẹ không chấp nhận được. Ở đây thì bao nhiêu thằng nó cứ khen là sứ quán tốt rồi là chế độ tốt rồi cộng sản tốt, mình có bảo nó là thằng điên hay thằng gì đâu. Bây giờ đấy là nó khen tốt thì góc độ của nó nhìn của nó thì đấy việc của nó. Bây giờ mà ông đánh động mày rồi đi ra rồi là nghỉ mẹ làm là mất công. Nhưng mà không được đi được không lại không khác. Thì bây giờ cứ ra xem xong rồi. Nếu gặp được thì tốt, anh em mình hỏi han cẩn thận. Nó gần đây mà. Đây. Đây, chúng tôi đang đi cùng anh Bùi Thanh Hiếu, người buôn gió đây, đang đến chỗ cái ông Dịu đó, đang trên đường đến đó. Đấy. Thì đây là cái đường phố mà thẳng cái đường này chúng tôi đi một đoạn nữa thì ở đây đi thẳng một đoạn nữa thì sẽ đến cái chỗ đó. Đấy, mà cái xưởng xe đó đang thuê cái ông Dịu đó làm, xưởng xe của ông Thuần ở Berlin, gọi xưởng xe của ông Thuần ở Berlin. Thì đến xem ông Thuần, cái ông chủ xưởng đấy, cũng xem ông thuê cái người thợ người như thế nào mà tại sao lại tự nhiên lại không có liên quan gì mà lại tự nhiên lại đi miệt thị. Khi mà chúng tôi làm cái livestream trước sứ quán Việt Nam ngày hôm qua. Đấy. Thì cái đấy rất là mới. Đây là một con người này cũng khá mới xuất hiện đấy phải không anh nhỉ? À, mới xuất hiện. Chứ còn những cái người trước như thí dụ Xuân Điền chẳng hạn đúng không? Nó dọa cho tôi ăn tiết canh ngan đúng không? Không, nói rồi Xuân Điền nó là thằng đấy thì mình nói thì nói thằng đấy nó cũng bộ đội rồi, nó cũng giá cả rồi, nó cũng anh chị. Chứ nó không vớ vẩn tôm tép như thằng này. Xuân Điền thì nó cũng nhớ lời là nói thế rồi sau đấy thì nó cũng thôi, nó cũng không chửi thẳng chuối thằng này. Xuân Điền nó chỉ nói bóng gió thôi, dù sao nó chỉ nói ám chỉ thôi chứ nó không chửi thẳng như thằng này. Thằng này ở ngay gần đây nhỉ, nó cũng chứng tỏ nó chắc là phải có thế lực chống lưng đúng không? Chắc là thằng nào chống lưng mạnh lắm nhỉ. Tôi nghĩ chắc thằng nào xui đó rồi mà là cứ chửi bỏ mẹ đi rồi có gọn gì mà anh lo đúng không? Chắc thế. Chứ còn ở đây như thằng Nguyễn Hải Long thì bọn anh còn lo được, bắt cóc người như thế tức là còn bọn anh còn lo được. Đúng rồi, Nguyễn Hải Long thì bây giờ vẫn đang ngồi trong tạm giam rồi, chưa xử xong, vẫn đang cái vụ bắt cóc chưa xong, bây giờ tự nhiên lại lòi cái thằng này ra nữa. Thằng này cũng hỏi nhiều người, cũng ít người biết, không biết sao lại tự nhiên lại lao ra lại bênh vực, có vẻ như là bênh vực sứ quán đấy. cửa. Là mình đi ra đường Masan à? Đi thẳng đường Masan. Chạy cho anh. Anh chạy được. Đi thẳng. Ra đường chính lại đi tiếp. Cái đấy cái chỗ nó làm hay gần cái chỗ cái khâu Netto. Giờ này đến thì chắc xưởng nó mở rồi, đang mở đấy rồi. Xem Thuần như nào, nói sao. Gặp đấy không? Thấy nó đi, thấy có cái xe quảng cáo, thấy có cái xe biển màu Séc, xe Mercedes màu Séc. Đây thì mình đi xe biển Ba Lan. Đây chúng tôi đang trên đường đi đến chỗ ông Dịu đây đây. Đấy, một cái nhân vật mới nổi ở Berlin. Không có vẻ là khá bạo, ông này khá bạo. Mình mà không làm đến nơi là bắt đầu là nó đi xong rồi là lắm cái đứa ở đây ấy. Xong rồi nó cũng nói vào là đấy hai thằng đấy rồi bị thằng kia nó chửi nó là hai thằng chó, hai thằng lọ kia nó làm gì được đâu, nó kia thứ là chúng nó đi là chúng nó đồn. Đây cái đi thẳng. Đi thẳng thì hướng đi lần giữa. Qua đường dinh sẽ qua đường ngã tư kìa, cứ đi thẳng tiếp. Đấy. Qua đường xa xôi. Đấy, đang đi, chúng tôi đang đi trên đường này. Đấy, ngay đây ngay cái sau cái IKEA kia, tức là bán đồ gỗ kia thì sẽ đến một đoạn nữa thì bắt đầu là rẽ phải. Ngã tư đấy xong bắt đầu rẽ phải. Vào cái khu đấy, khu Sài Gòn cũ, cái khu ấy bây giờ đóng cửa rồi. Nó cho thuê những cái người khác để làm là xưởng ô tô rồi kho tàng bến bãi. Thì cái xưởng bằng Dịu làm nó làm trong đấy. Chỗ ông Thuận để đi vào xem gặp Dịu là như thế nào. Đấy, tự nhiên lại hay là thích nó nổi tiếng như thế nào nhỉ? Không, thằng này thế nào? Đây anh Hiếu, anh đang lái xe đây. Xe ở đường xá Berlin thì hôm nay cũng chắc cái đường nào tắc mới dồn ra đường này. Đấy, nó dồn làn đây, đang đi. Bây giờ từ 3 làn thành 2 làn và một làn rẽ ngang đấy. Chỗ này đang xây dựng. Thì cũng đi sẽ hơi chậm một tí nhưng mà sắp đến nơi rồi. Mấy phút nữa thôi. Đấy. Đấy. Đèn vàng rất nhanh. Đây là khu vực gần chỗ văn phòng chúng tôi. Đấy, chỗ văn phòng Thời báo chúng tôi này. Đây là IKEA này, bán đồ gỗ này. IKEA này là bán đồ thông minh đúng không? Bán đồ gỗ thông minh lắm. Mang về là lắp lại là dùng luôn. Đúng rồi. Mang về tự lắp luôn. Đấy, còn bên cạnh kia là đấy các bạn thấy đây là cái đây là cái chỗ bán đồ bao mát đúng không? Bán đồ xây dựng xây lắp này. Ai mà có nhà cửa mà đến đây mà mua đồ mà lắp tự xây dựng này rất là tốt. Giá cả phải chăng này, chất lượng là gọi là được kiểm định này. Đấy, đây là các bạn nhìn qua. Trong đấy là máy khoan, máy mài rồi là các thứ nó bán thỉnh thoảng nó có quả giảm giá 20% là tôi vẫn nhảy sang đây này. Đúng rồi, trong này rất nhiều máy khoan Bosch đúng không? Bosch rồi các loại máy mài, máy cắt. Thấy nhiều người Việt Nam hay mua đây mang về Việt Nam dùng cho nó tốt này. Bạn nào mà sau này sang Đức đi du lịch rồi đi chơi thì vào đây mua thì tốt lắm. Đấy, còn đồ gỗ này thì cũng đẹp tốt nhưng mà chắc là không vác về được, chắc là phải gửi container thôi. Khu vực đồ gỗ đây. Đấy, còn anh đây đang đi vậy. Đi thẳng nữa, ông đi thẳng nữa. Tức là thẳng qua ngã tư. Thẳng qua ngã tư luôn và đến tiếp cái xong đi qua ngã tư đấy khoảng 500 m thì rẽ phải, thì có cái đường rẽ phải. Đấy, ông đi luồng trong này. Đấy. Luồng trong này để qua ngã tư là bắt đầu rẽ. Đấy. Đấy, sắp đến rồi, qua cái đoạn đèn này phát là rẽ phải. Đấy, đi nữa. Đi thẳng nữa. Đấy. Đấy, cứ đi tiếp để đến khu nhà đánh xanh tiếp đằng kia. Đấy. Hôm nay đường xá Berlin là vẫn đông xe. Tôi đang đến chỗ ông Dịu mà cái ông mà hôm qua đã miệt thị khi mà chúng tôi làm cái livestream phỏng vấn trực tiếp về cái việc mà tại sao sứ quán Việt Nam lại không chịu đổi hộ chiếu cho tôi. Nhưng mà ông này ông nhảy vào và ông ấy chửi bới ngay. Đi thẳng nữa. Nó sang làm bên phải này. Đấy. Đấy. Thì bây giờ tôi với anh Hiếu đang đi. Sắp đến nơi rồi. Các bạn sắp đến nơi cái chỗ mà ông Dịu ở đấy rồi. Để xem ông trả lời ra sao. Đi tiếp. Đấy. Rồi đến cái đèn này cũng rẽ vào, phải từ từ nhá. Đấy, đúng rồi, rẽ phải. Đây, đến đèn này rẽ phải. Đấy, đến cái khâu nét tô này. Đấy, rẽ phải, đi thẳng tiếp trong kia. Đi, cứ đi tiếp. Đi khoảng 500 m nữa. Đấy. Đi từ từ nhá, đến kia đấy, cái chỗ xe ra đấy mình rẽ phải vào. Đấy là cái ngã ba để đi vào cái khu cũ. Đấy là khu Sài Gòn cũ, Sài Gòn Center cũ. Trong... đấy, vào rẽ vào đấy. Rồi, rẽ phải, rẽ trái. Đấy. Sắp đến nơi rồi. Đấy. Rẽ trái, đấy. Đấy, đi thẳng nữa, thẳng hết đường này. Đấy, vào cái chỗ center kia. Đấy. Để xem là tìm có thấy ông Dịu được không. Đấy, mà anh em đang đi. Đấy. Đấy, đi thẳng nữa này. Đấy, vào trong này nó tìm cái xưởng xe. Đâu đây kia, kia. Đấy, cái xưởng xe duy nhất này. Đấy, đấy, chỗ đây, các chỗ đây. Vòng lại, không vòng lại. Xưởng sửa xe duy nhất mà của ông Thuần. Đấy, vòng này đi đây. Đang tìm cho ông Dịu. Bây giờ thấy cái xưởng sửa xe rồi. Đấy, đến đây là rẽ phải. Đây, trên. Đấy, đường trên. Đấy, mấy cái những cái chỗ mà xe đấy rẽ vào đây. Đấy. Xe đây là xưởng sửa xe của ông Thuận. Đấy, bây giờ mình đỗ xe đâu đây? Đấy, rất nhiều xe đang ở đây. Đó. Rồi. Đấy, bây giờ tìm chỗ nào đỗ xe nhỉ? Ở trên kia chỗ nào đấy? Trên kia ghi là cấm đậu từ điểm đấy. Đỗ đây nó sơn nó bay vào xe mình. Đỗ đây. Nhưng mà ông vào ông hỏi ông Dịu Thuận đúng không? Ông Dịu đi, ông hỏi đi. Ông cứ tắt máy vào, ông hỏi. Bây giờ tôi sẽ vào đây, tắt máy tôi vào tôi hỏi đã nhá. Sáng tí nữa anh em chúng tôi sẽ tiếp tục livestream tiếp. Đấy, bây giờ tôi vào tôi hỏi. Trong nguyên tắc và trong hãng của họ thì không nên quay, đúng không? Đấy. Thì hẹn gặp lại các bạn sau ít phút nữa.